Rồi chào anh em ạ. Cái máy chiên lươn. Cái máy kết lươn 10D nha anh em. 10D chiên lươn. Cái vấn đề này. Đây là chiên lươn nha anh em. Lươn sình, lươn bùng, lươn hang vậy đó. Cái này lớp nhất là đồ lươn bay lên này. Xài 10D. Này loại bình nha anh em. Chiên lươn này đi bình 30 này có 5 tiếng à. 5 tiếng. Đó. Bóp được vật lên cái này là khổ. Tải 500W. Bị khóa á. Chiên lươn mà nó không có mạnh không. Cái nó loại bình thôi. Bắt lươn ngon. Cá cạn bắt được nha. Này ăn được cá lóc cá chê luôn nha. Lóc cá chê luôn. Chiên lươn 10D cho em cục cá ba màu nghe anh rồi các anh em là xài trước điện thoại đó, cái này mình xài cứ liên hệ mình. Này đi bình Honda cũng được nha, bình Honda cái tầm 2 tiếng ngoài 3 tiếng lương hang lương bùng hết, cái lóc cạn luôn, cái lóc cạn với cái chê là bắt được nha. Sâu quá thì cái anh em làm nếu dùng máy lớn hơn đó là nha, 10D quái cỡ tầm 5 tiếng, bước từ ngoài 5 tiếng. Em đi quen thì có 5 tiếng. Cái này mà xài chiên lươn rồi cứ liên hệ với mình. Rồi chào anh em ơi. Anh em xem kênh nhớ đăng ký giùm mình nha.